bất ổn tâm lý là bốn cái chữ mà khán thính giả đề cập và nói với tôi rất là nhiều trong suốt nhiều năm qua. Và hình như là trong cuộc sống bây giờ, cái sức khỏe tinh thần chưa có được quan tâm đúng mực hay sao á. Mà tôi thấy cái việc bất ổn tâm lý đó, nó xảy ra với rất nhiều người. Và phải nói là cái lứa tuổi mà trải nghiệm những cái cảm giác mà không hay này á cũng rất là rộng luôn các bạn. Phải nói là tôi nhận được vô vàn nhiều những cái chia sẻ về bất ổn tâm lý từ những người rất trẻ cho tới những người lớn tuổi hơn và thậm chí là những cái người mà trung niên trở lên thì cũng bất ổn tâm lý rất là nhiều luôn á. Tôi cũng thực sự cảm thấy rất là lấn cấn trong cái hiện trạng này luôn á. Ít nhất là với cái quan điểm và với cái kinh nghiệm sống của tôi. Tôi cũng dắt tay lên trán tôi suy nghĩ nhiều lắm các bạn sao mà nhiều người bị bất ổn tâm lý đến như vậy. Cứ vui buồn buồn vui rồi trầm mặt rồi chán nản nhiều lắm các bạn không xuể luôn á các bạn rảnh rảnh các bạn lướt những cái comment ở những cái video mà nhiều view của tôi á các bạn lướt xuống dưới các bạn sẽ thấy bắt gặp phải gọi là vô cùng nhiều những comment kiểu như vậy vì cái nhu cầu mọi người muốn nghe nhiều về cái cách vượt qua cái tình trạng bất ổn tâm lý thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video để chia sẻ hết những cái kinh nghiệm những cái kiến thức mà tôi học được những cái trải nghiệm để có thể vượt qua được những cái khó khăn trong cái đầu óc của mình ở đây thì tôi sẽ nói với cái vị thế là hai cái vai trò luôn ha. Đó là tôi cũng trải qua rất là nhiều bất ổn tâm lý và tôi cũng đã vượt qua nó được phần nào. Ý là vượt qua nó được mà ở cái thế chủ động đó nha, chứ không phải là ở cái thế bị động. Nên tôi hy vọng là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của tôi sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn ha. Thôi, bây giờ mình sẽ vô cái cách số 1 liền luôn các bạn nha. Cũng đơn giản lắm. rồi hello các bạn chúng ta sẽ tới với cái cách đầu tiên để có thể vượt qua được những cái bất ổn tâm lý những cái cảm giác tiêu cực những cái stress nói chung là khi mà đầu óc mình cảm thấy có cái gì đó mà nó hơi bị quá quá rồi đó nó hơi bị căng căng rồi đó cái sự tiêu cực bắt đầu nó tràn ngập vào cuộc đời của mình rồi đó thì đó là lúc mà tôi tin rằng các bạn nên thực hành theo cái cách như thế này nó sẽ rất hiệu quả và nó sẽ giải quyết được rất là nhiều cái chuyện trong cái tâm trạng của bạn giúp tâm trạng của các bạn cân bằng trở lại ha và đương nhiên là cái cách mà tôi chỉ các bạn nó cũng không mới đâu trong rất là nhiều những cái phương pháp trị liệu về tâm lý thì người ta cũng khuyên sử dụng cái cách này. Thành ra đây không phải là kinh nghiệm của tôi nha. Đây là cái mà tôi học được. Tôi rất là tôn trọng những gì tôi học được. Cái gì không phải của tôi thì tôi nói không phải của tôi ha. Vậy thì cái phương pháp mà tôi sẽ truyền tải lại cho các bạn để vượt qua trong cái lúc mình bất ổn tâm lý là cái gì? Đó là cái phương pháp năm nhìn, bốn chạm, ba nghe, hai ngửi và một nếm. <laughs> nghe giống như đi ăn quá ha nhưng mà các bạn yên tâm đi tôi sẽ giải thích thật là chi tiết rõ ràng cho các bạn ha yên tâm ha cụ thể cái phương pháp này là sao các bạn mỗi khi các bạn bị căng thẳng một trong những yếu tố quan trọng là các bạn phải tách mình ra được khỏi những cái nhân tố gây căng thẳng ví dụ bạn đang áp lực stress vì công việc đi nếu mà bạn không có một cái phương pháp để ngăn cái sự liên kết suy nghĩ của bạn với công việc đó, thì bạn sẽ nghĩ mãi về cái công việc đó luôn không bao giờ bạn tách mình ra khỏi cái nguồn cơn tiêu cực đó được thế là có thể sáng bạn stress vì công việc nó sẽ stress tới trưa tới chiều tới tối và tới ngày hôm sau luôn và cái điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên hoàn toàn bị động và mất kiểm soát khi mà chúng ta đối mặt với lại cái nguồn cơn tiêu cực đó thậm chí có những cái chuyện giống như là thất tình chẳng hạn tôi nói thiệt những cái chuyện có thể gọi là rất là phổ biến trong cuộc sống này thất tình thì khi mà mình không có những cái phương pháp tâm lý ấy, mình sẽ rất là dễ nghĩ mãi về cái điều tiêu cực đó ừ hôm nay tôi thất tình thất tình thất tình thất tình thất tình thất tình và tôi biết là có rất nhiều người lẽ ra chỉ nên buồn một hai tuần thôi nhưng họ buồn tới mức mà họ buồn nửa năm chưa hết họ buồn tới mức mà vài năm chưa hết luôn á chứ đừng nói nửa năm nha vậy thầy tôi nghĩ là với những cái trường hợp đó chúng ta sẽ cần một cái phương pháp hiệu quả dễ làm và đặc biệt là có thể áp dụng ngay lập tức nếu mà chăm chú xem cái phần này ha đó là cái phương pháp mà tôi vừa nói các bạn đó. thế thì năm nhìn bốn chạm ba nghe hai ngửi một nếm là sao cực kỳ đơn giản luôn khi mà bất ổn tâm lý bước 1 hãy nhìn xung quanh các bạn đó. và sau đó hãy kể tên ra năm thứ mà các bạn có thể nhìn thấy được Đơn giản vậy thôi. Đây là bài tập hướng sự chú ý của các bạn. Từ cái điểm tiêu cực á, sang những cái điểm xung quanh các bạn để phân tán bớt sự chú ý. Làm giảm cái cường độ của cái sự kích thích, kích hoạt tiêu cực. Thế thì hãy nhìn xung quanh đi. Nhìn xung quanh và kể ra năm thứ mà các bạn có thể nhìn thấy được. Đó có thể là cái laptop, cái bàn, cái ghế gì đó. Chẳng hạn như vậy. ha Đó là bước 1, năm nhìn. Bước hai là gì là bốn chạm. Hãy chạm bốn thứ xung quanh và gọi tên bốn thứ đó trong đầu của các bạn. ha Đó có thể là gì là con chuột, <laughs> là bàn phía máy tính là cái dây trầu bà ở đằng kia là cái máy in đại khái như vậy à hãy cứ chậm 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 và tập trung hết mức vào những thứ mà các bạn có thể chạm thấy được trong cái bước số 2 này ha à, bước số 3 là gì là ba nghe giống tay lên các bạn bước này mình sẽ tập trung vào cái âm thanh hãy tập trung hết mức vào âm thanh hãy tập trung hết mức và kể ra ba cái âm thanh mà các bạn có thể nghe xung quanh có thể là tiếng còi xe có thể là tiếng nhạc có thể là các bạn chủ động gõ cái cốc vào cái cái bàn để các bạn nghe cái tiếng gõ bàn và các bạn liệt kê ra cũng được ha rất là đơn giản tới cái phần nghe này là bắt đầu các bạn đã dịu lại dịu lại chút xíu rồi đó tại vì các bạn đã tập trung vào nhiều thứ và các bạn ngưng tập trung vào cái thứ tiêu cực gây ra cái sự bất ổn tâm lý của các bạn cái đầu của mình nó ngộ lắm các bạn, nó khó mà tập trung vô hai thứ cùng lúc lắm. Nên cái nguyên lý luôn luôn là khi các bạn có thể bắt trí não của các bạn tập trung vô thứ A thì có nghĩa là lúc đó cái thứ B nó trở nên rất mờ nhạt. Luôn luôn phải nhớ như vậy ha. Rồi bây giờ tiếp nè. Bước tiếp theo là hai ngửi làm sau, chuyển trọng tâm qua cái lỗ mũi, qua cái khu giác ngửi coi mình đang ngửi thấy cái mùi gì và hãy liệt kê ra hai cái mùi mà mình nghe ha. Nếu mà bạn có đem theo chai nước hoa bỏ trong cặp thì lấy ra ngửi thử ví dụ vậy. Hãy tập trung vào cái chuyện ngửi ở đây ha. Và bước cuối cùng đó là một nếm, có nghĩa là hãy thử tập trung vào cái vị giác của bạn và nếm thử. Và cái này trong rất là nhiều cái bài tập ở nước ngoài thì người ta đề nghị bạn, ví dụ bạn có đánh son môi thì hãy thử thì có bao giờ các bạn thử suy nghĩ xem cái vị của cái son môi nó có vị gì chưa ta? Đây là lúc để các bạn thử suy nghĩ và phân tích cái vị đó đó. Ha, hoặc nếu bạn có xin gum hay là kẹo gì đó. Hoặc là trên bàn của các bạn nếu đang có một cái ly cà phê chẳng hạn. Hãy thử làm một hớp và tập trung thật sâu sắc vào cái đắng đắng của cái cà phê đó. Hãy hướng sự tập trung của bạn vào đó. Thì các bạn tập cái bài tập 5 nhìn, 4 chạm, 3 nghe, hai ngửi, một nếm này. Về lâu về dài, cứ mỗi lần căng thẳng là tập thì một cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra với cuộc sống của bạn đó là bạn có một cái năng lực tập trung sự chú ý vào những điều bạn chọn và từ chối tập trung sự chú ý vào những điều mà bạn không muốn đó là cái năng lực tuyệt vời để vượt qua cái được gọi là bất ổn tâm lý ha và tôi hy vọng các bạn sẽ thực tập cái bài này thường xuyên cụ thể định kỳ nó rất dễ các bạn nó rất dễ ha hãy thử làm đi các bạn sẽ được trả cái công lao cho sự cố gắng này nhiều lắm đó ha rồi hello các bạn đây là cái phần thứ hai ha cái phần này có thể các bạn sẽ cảm thấy là nó không liên quan gì tới cái bài này nhưng thực ra nó có liên quan đó thậm chí nó liên quan tới gốc tới rễ luôn mà nhiều cái liên quan tới gốc rễ, đôi khi các bạn không thấy. Các bạn nhìn thấy một cái cây, các bạn chỉ thấy lá, thấy hoa và thường tập trung vào cái trái thôi. Nhưng những cái rễ nó ở đằng sau, nó ở dưới đất, đâu có thấy đâu, đúng không? Nên nhiều khi mình bỏ qua cái gốc rễ, chuyện đó không nên các bạn ha. Và ở cái phần thứ hai này, tôi sẽ nói về một cái điều cực kỳ quan trọng, quan trọng lắm luôn á để các bạn có thể vượt qua được cái bất ổn tâm lý. Và không chỉ là bất ổn tâm lý đâu mà là còn nhiều thứ quan trọng liên quan tới thành bại trong cuộc sống của các bạn. ha Đó là gì? Hãy tư duy theo con số 3%. 3% là sao các bạn? Ví dụ quay trở lại cái được gọi là công thức 54321 mà tôi nói các bạn ở phần 1 đó. Tôi biết là có thể nhiều người trong các bạn nghe xong sẽ hứng thú lắm, sẽ lấy giấy ra ghi viết này nọ và cố thực hành. Nhưng tôi cũng biết chắc luôn có thể 2-3 ngày sau là các bạn bỏ, các bạn không làm nữa. Và một tuần sau các bạn sẽ bắt đầu có những cái niềm tin suy diễn lên. Phương pháp này không phù hợp, phương pháp này nhảm nhí, phương pháp này ABC. Tôi đoán được cái quá trình đó luôn đó. Đó là lý do rất phổ biến mà người ta làm cái gì người ta cũng sớm bỏ cuộc. Và có những người đó các bạn, đến một giai đoạn nào đó đối với họ không có một cái phương pháp nào trên đời này là hiệu quả hết. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều cuộc đời như vậy rồi các bạn. Nên để khắc phục cái chuyện đó, quá dễ bỏ cuộc cho những cái phương pháp thì tôi nghĩ ra cái được gọi là tư duy 3%. Đó là sao? Bữa nay á bạn thực hành theo một cái điều gì đó mới mẻ đó. Bạn đừng có nghĩ là bạn thực hành xong rồi là bạn đã vượt qua được cái vấn đề của mình 100%. Ví dụ bạn đang bất ổn tâm lý đúng không? Và bạn thực hiện cái phương pháp 54321 ở phần 1, làm được một ngày, đừng bao giờ nghĩ là bạn đã vượt qua được cái bất ổn tâm lý 100%. No, quên đi. Hãy tư duy là tôi chỉ mới vượt qua được nó 3% thôi. Hãy tư duy cái điều đó đi. Và thực tế cuộc sống là như vậy Đến ngày hôm sau thực hành tiếp Thì có nghĩa là tôi đã vượt qua được thêm 3% nữa Là nhiều là 6% Và mỗi một lần thực hành là thêm 3% nữa Cứ thế, cứ thế, cứ thế Đến một lúc nào đó Bạn nâng được cái phần trăm lên 100 Có nghĩa là lúc đó bạn mới thành thạo Bạn mới pro Và bạn mới thực sự vượt qua Và giải quyết được cái được gọi là Bất ổn tâm lý thường xuyên của các bạn Lúc đó mới tính nha còn đừng có chơi cái kiểu mà bữa đực bữa cái cố được mấy hôm rồi quên cái đó nó không đưa cuộc đời của các bạn tới đâu hết á mà nó xây nên một cái nếp rất là tiêu cực đó là bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc cho mọi thứ trong cuộc sống này bạn làm gì cũng mấy hôm bạn bỏ cái đó nó nhấn chìm cuộc đời của các bạn đó nha nên hãy suy nghĩ thật kỹ về cái được gọi là tư duy ba phần trăm nếu mà các bạn hiểu thấu đáo về cái con số ba phần trăm này á thì gần như tất cả những thứ các bạn nỗ lực và cố gắng các bạn sẽ đều đi tới cùng đi tới đích và thực sự hưởng lợi từ những cái tác động tích cực của nó Tôi nói thiệt ha, đó là cái số 2 cần lưu ý. Rồi hello các bạn, ở cái phần số 3 tiếp theo này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp có liên quan tới sức khỏe thể chất và kể cả sức khỏe tinh thần ha, đó là một cái bài tập thở. Và tôi nghĩ là cái bài tập thở này cũng khá là nổi tiếng nếu mà các bạn có tìm hiểu rồi ha thì thôi tôi sẽ nhắc lại một lần nữa vì bản thân tôi được hưởng lợi từ cái phương pháp thở này rất là nhiều luôn các bạn nó sẽ giúp cho thân và nó giúp cho tâm của chúng ta cải thiện rất nhiều và đó là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp chúng ta vượt qua được cái được gọi là bất ổn tâm lý ha thì đây là cái phương pháp thở của bác sĩ nguyễn khắc viện trước khi mà đi vào cái phương pháp thở thì tôi sẽ giới thiệu sơ sơ về bác sĩ để cho các bạn hình dung ra đầy đủ cái đã ha. Tại vì mình cũng phải biết cái người nghĩ ra cái phương pháp này là ai, có đáng tin hay không thì mình mới làm theo được chứ ha. Và tôi nói rồi nha, kể cả những bác sĩ nổi tiếng nhất những cái bài tập phải gọi là được nhiều người cho là hiệu quả nhất thì không có nghĩa là nó hiệu quả với 100% mọi người. Làm ơn nhớ cái chuyện này. Thành ra ai ai cũng phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình. Bạn có thể kiểm tra, bạn có thể test cái phương pháp này. Thấy nó êm êm, thấy nó hiệu quả thì tiếp tục. Thấy nó không hiệu quả thì thôi. Đi tham vấn bác sĩ hoặc là đổi qua một cái phương pháp khác. Hãy có trách nhiệm với sức khỏe cá nhân của mình nha. Tôi nói rồi nha. Thì thôi, bây giờ mình quay trở lại giới thiệu chút xíu về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thì rõ ràng đây là một bác sĩ rất nổi tiếng tại Việt Nam. Và tiểu sử thì các bạn có thể dễ kiếm ở trên Google ha nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nói về cái tác dụng của cái phương pháp thở này với chính sức khỏe của bác sĩ. ha thì theo tôi tìm hiểu khoảng năm 1942 thì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện bị lao phổi rất là nặng. Và các bạn cần lưu ý là thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa nha. Không có thuốc chữa như bây giờ đâu. Căng lắm. Tại vì lý do như thế nên là việc mắc bệnh lao thời điểm đó thì phải trải qua khá là nhiều những cái ca mổ. Thì từ năm 1943 tới năm 1948 thì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã phải chịu mổ 7 lần các bạn. Và cắt bỏ 8 cái xương sườn Đặc biệt là cắt bỏ toàn bộ cái lá phổi bên phải và 1 phần 3 lá phổi bên trái. Các bạn thấy là khủng khiếp. Cắt bỏ toàn bộ lá phổi phải và 1 phần 3 lá phổi bên trái thì cái hơi thở này nọ làm sao mà còn nhiều được các bạn. Đúng không? Rất là bi kịch đó. Và thậm chí là những bác sĩ người Pháp chữa trị cho ông thời điểm đó đó thì còn nói với ông là chắc là ông chỉ sống được khoảng 2 năm nữa thôi. ha Thì trong cái thời gian mà nằm mà coi như là đúng nghĩa đen đó là chờ ra đi Tại vì bác sĩ nói là chỉ sống được 2 năm thôi mà. Thì trong cái khoảng thời gian này á, ông đã nghiên cứu rất là nhiều cái tài liệu về khí công này nọ cùng với những cái kiến thức y khoa của ông học được á, thì ông nghĩ ra được một cái phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình. Và cái kết quả cái điều thần kỳ xảy ra đó là sao? Nhờ kiên trì, nỗ lực, cố gắng và thở, phải gọi là thở hàng ngày luôn các bạn, thở chủ động luôn á, theo cái phương pháp thở này, thở hoài luôn á, <laughs> thì ông đã sống tới tận năm 85 tuổi các bạn ông đã sống được thêm rất là nhiều năm. Năm 42 ông phát hiện ông bị lao phổi mà đến năm 97 ông mới mất. Có nghĩa là từ đó về sau là tới 55 năm lận. Các bạn nhìn thấy cái số đó để các bạn hiểu là cái phương pháp này thực hiện đúng thì nó rất là hiệu quả cho sức khỏe cái thân và cái tâm của chúng ta. Và sau này khi mà tôi đọc nhiều cái nghiên cứu tôi mới biết thêm là cái việc hít thở sâu nó rất là có ý nghĩa trong cái việc mà thải độc cơ thể của mình đó các bạn. Tại vì chúng ta hoàn toàn có thể thải độc những cái độc tố trong người mình nó thông qua cái đường không khí. À, cái đường không khí cũng có thể thải độc được. Nên thành ra từ những cái thông tin đó thì tôi cảm thấy rất là hứng thú với cái bài tập này. Và tôi cũng đã thực hành cho chính mình. Và tôi thấy nó có tác động rất nhiều tới tinh thần của tôi. Nếu mà tôi ngồi tôi thở như thế này á. Tôi kiên trì tôi thở khoảng 30 phút. Thì sau đó lúc nào cũng vậy tâm trạng của tôi luôn luôn được cải thiện luôn luôn được cải thiện các bạn kể cả có những hôm đó, tôi cũng thú thiệt với các bạn là tôi mê đá banh quá tối mà tôi thức tới 2 giờ mấy 3 giờ tôi coi á lâu lâu thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy là sáng là thức dậy khoảng năm sáu giờ thôi chứ đâu có dám thức dậy trễ hơn các bạn thì sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt tôi ngồi tôi thở thì sau khi thở xong khoảng 30 phút thôi là cái tâm trạng của tôi nó đã thay đổi nó phấn chấn hơn rất nhiều các bạn chứ nó không còn lờ đờ mệt mỏi nữa đó là cái phần giới thiệu về phương pháp. Tôi luôn muốn giới thiệu thật kỹ lưỡng, thật rõ ràng để các bạn nắm chi tiết cái điều này nha. Tôi không muốn là các bạn có sự mông lung này nọ đâu. Chúng ta sẽ đánh đổi thêm một vài phút gì đó để hiểu rõ về lịch sử, nguồn gốc và cơ sở của những cái này. ha Rồi sau đó mới vào cái kỹ thuật. Thực ra kỹ thuật cũng đơn giản lắm. Thế thì bây giờ tôi sẽ nói về cái cách làm. Thì cái phương pháp của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện á, có một cái bài về nói chi tiết cụ thể các bạn có thể lên Google gõ bài về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì sẽ ra ha. Ở đây tôi chỉ nói lại một cách ngắn gọn, đơn giản để các bạn hiểu thôi. Cái phương pháp này có thể tạm gọi là thở bốn thì. Có nghĩa là sao? Đầu tiên thì các bạn hít sâu vào bằng lỗ mũi và các bạn cứ đo thử xem các bạn hít sâu vào được mấy giây. Có thể là 5 giây chẳng hạn. Đúng không? Có người sâu hơn thì được 9 10 giây gì đó thì thôi mình lấy cái mốc 5 giây đi. Bạn sẽ hít vào bằng lỗ mũi. Cái thời gian hít vào là 5 giây. Sau đó bạn hãy giữ cái hơi thở đó 5 giây tiếp theo. Sau khi mà giữ xong 5 giây, bạn sẽ thở ra và cái thời gian thở này sẽ là 5 giây luôn, đúng không? À và sau khi thở xong hãy giữ hơi trong 5 giây rồi sau đó quay trở lại làm tiếp tiếp tục hít vào trong 5 giây và hãy nhớ nha thở ra thở bằng miệng và hít vào thì hít bằng lỗ mũi ha. Đơn giản vậy thôi các bạn. Đương nhiên là gọi là 5 giây thì nó cũng tương đối các bạn. Có người thì sẽ được 6 giây và các bạn sẽ cảm thấy là cái việc canh thời gian nó cũng khó thì thôi. Tôi chỉ các bạn một cái mẹo để làm đơn giản. Đó là hít vào thì các bạn đếm đi. Hít vào một phát đúng không? Đếm dần dần 1, 2, 3, 4, 5. À, ước lượng cái nhịp điệu đó. Bắt đầu giữ hơi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bắt đầu thở ra 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó giữ hơi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp tục như vậy ha thì mới đầu thì có thể các bạn chỉ cần làm khoảng 2 phút thôi đừng có tham quá ha, mới đầu 2 phút thôi sau đó bắt đầu ngồi thở tăng lên 10 phút nửa tiếng một tiếng hay là như bác sĩ nguyễn khắc viện là bác sĩ thở gần như là cả ngày luôn á cứ mỗi lần mà bác sĩ đi họp này nọ rồi bác sĩ luôn ứng dụng cái phương pháp này thì nhà bác sĩ nhìn những người xung quanh thấy mọi người xung quanh họp hành mệt mỏi quá riêng với bác sĩ thì vẫn bình chân như vậy tại vì bác sĩ nguyễn khắc viện lúc đó là đang tập theo cái bài thở này Ha, thì đó là cái phần phân tích của tôi để các bạn có thể để ý và học hỏi theo. Và tôi nói rồi nha, trách nhiệm với sức khỏe là của các bạn ha, trách nhiệm với sức khỏe là của các bạn. Mình phải test và mình thấy nó hiệu quả thì mình tiếp tục. Và khi đã thấy hiệu quả thì hãy quay trở lại cái phần số 2 của cái bài này, tư duy 3%. Hôm nay tôi ngồi tôi thở được, tưởng là êm là ngon rồi đúng không? Nhưng chưa đâu men. Ha, đừng có tưởng bở. Quý vị chỉ mới đạt được 3% thôi, ngày mai hãy tiếp tục đi, lên 6% ngày kia, tiếp tục đi. 6% từ từ lên 100% lúc đó nó mới trở thành thói quen, trở thành phản xạ được. Còn không thì chưa có dễ ăn đâu nha mấy men ha. Rồi hello các bạn, như vậy là tôi đã vừa mới mang đến cho các bạn ba cái cách, có hai cách là về kỹ thuật và một cách là về tư duy để có thể giúp các bạn kiên trì, nỗ lực và thực tập để vượt qua được cái được gọi là bất ổn tâm lý tôi hy vọng với ba cái nội dung mà tôi vừa chia sẻ các bạn có thể thực tập hàng ngày nỗ lực hàng ngày và dần dần các bạn sẽ đòi lại được cái quyền kiểm soát với cái đầu của mình đòi lại cái sự tích cực, đòi lại cái sự chú ý và từ đó vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và phát triển hơn, đồng thời cũng bản lĩnh hơn trước những cái điều tiêu cực trong cuộc sống này. Tôi chúc bạn thật là nhiều cái điều tốt đẹp như vậy ha. Ok, cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Vô cùng cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe và chia sẻ cùng với tôi những cái giây phút này. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mình tạm chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau các bạn nha. 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày.